Thôi thì em nói qua cái chuyện ngày hôm nay nhé mọi người, nói qua chuyện ngày hôm nay nhé. Đầu tiên thì cho em gửi lời chào đến hơn 8.000 anh chị em, các cô, chú và các anh chị. Và thứ hai thì em xin phép được nói một chuyện như này. Có lẽ là những cái lúc mà em mà hơi quá mồm thì mọi người tha lỗi cho em nhé. Thì câu chuyện là như này. Thì sáng ra, vừa mở mắt ra thì em cũng mà biết một cái thông tin rất là ôi dồi ôi, thì có rất nhiều bạn là tung tin đồn là em và Hương Tong yêu nhau. Chúng mày bị thần kinh à? Hả? Sao chúng mày kiểu không không có việc gì để làm hay sao ấy, thật ơ bị dở hơi à? Ô ảo ma Canada thật. Mày bảo mình với cả Hương Tong yêu nhau mới sợ ma gì. Lại giỏi gán ghép thêm mà hai nữa là. Đây này em nói thật. Nói thật luôn, những người mà đã theo dõi em lâu rồi thì mọi người thừa hiểu là em quen Hương Tong từ cái thời mà em mới bắt đầu chơi chơi TikTok. Đúng không ạ? Mới bắt đầu chơi TikTok là Hương đã hỗ trợ em, đã giúp đỡ em rất nhiều trong những đợt đua top hay là những sự kiện của TikTok. Hương giúp em rất nhiều. Nếu mà yêu thì yêu từ lúc đấy thì đợi gì tận bây giờ. Đúng không ạ? Đúng không ạ? Đấy. Nhiều khi rất là mất thời gian. Các bà kiểu như là các bà hết chuyện để làm ấy. Kiểu hết chuyện để làm. Thì các bà xoay ra các bà kiểu phá đám, hiểu không? Các bà muốn kiểu những người mà từng giúp đỡ tôi, những người mà kiểu đang đối xử tốt với tôi, gây ra chúng tôi phải tranh cãi hay là gây ra những cái câu chuyện là để phải là để chúng tôi phải cãi nhau. Thế hiểu kiểu gì, thật không hiểu kiểu gì được. Mình có ăn trộm cơm ăn trộm gạo hay là mình có chẹt cơm chẹt gạo của nhà các bạn đâu, hay là mình có làm gì có lỗi đâu, mà các bà cứ bày đặt bịa đặt ra những cái câu chuyện rất là ối rồi ôi.